xem cái này có được 30.000 tim không nha. Hên xui hả? Thì câu chuyện là lúc đầu mình xin quay, xong thằng bé nói là người quay gần nhất là được 30.000 tim đấy. Chị coi chị quay được clip từng đấy thì mới cho quay. Ở đảo để ghê á, mình ăn miếng bánh bò thốt nốt mà cũng áp lực nữa. Thằng bé thì nghỉ hè thế nên là ra phụ mẹ bán hàng. Mới học nghề. Hỏi thì bảo là qua đây phụ thì cũng kiếm được món này món kia. Cũng gợi ý cho mình bánh bò thốt nốt nhân bơ đậu phộng là ngon nhất. Này rất điều luyện. Hỏi thì kêu là qua đây phụ mẹ được mấy năm rồi. Xong cái cô bốc phốt luôn, nó mới qua đây có vài tháng. À thằng bé quê dỗi mẹ. Hay còn về cái món ăn ở đây thì chắc là mình không phải nói gì nữa rồi. Cái xe bánh bò thốt nốt ở quận 5 này thì quá là nổi tiếng. Giá cái bánh bò không thì là 7k, còn thêm nhân thì sẽ là 11k. Có hai loại nhân là bơ đậu phộng với cả phô mai thì mình gọi cả hai luôn. Thực ra là cái đợt đi An Giang là mình cũng có ăn cái bánh này rồi. Nhưng nói về độ thơm thì ở đây thơm hơn thật. Mới đến gần mình đã thấy tỏa mùi cả một góc phố rồi. Ê ấy, trốn việc cái này. Và cô có bảo mình là mua thì ăn luôn ở đây cho nó nóng thì mới ngon. Trời ơi, bốn cái lò mà cô chở bánh liên tục luôn. Về nhân bơ đậu phộng thì nương chín bánh cho ra. Xong cái mới quệt nhân vào bánh, còn nhân phô mai thì khác. Lúc bánh vẫn ở trên chảo và cho luôn nhân vào. Đơn giản dễ hiểu là để cho nhân nó mềm ra thôi. Thực sự là không cần đến mấy cái nhân này, cái bánh nó đã thơm lắm rồi. Hãy quan sát bằng mắt thì sẽ thấy là nhân bơ đậu phộng này sẽ lỏng hơn cái nhân phô mai kia. Hãy đang quay mà thằng bé cứ chạy tới chạy lui kìa. Thì tò mò mà xong cũng hỏi là mình đang ở kênh nào. Chắc là đợi để về soi xem có đủ 30k tim không, khéo bắt đền đấy. Mình thì đang ăn chiếc bánh nhân bơ đậu phộng có vị ngọt nhưng mà không hề bị gắt. Cùng với đó là sự bùi bùi béo béo quyện với cái phần vỏ nó mềm mềm. Đây là kiểu bánh cuốn thực sự ấy, mình ăn không dừng được miệng luôn. Và có vẻ như là đúng như lời thằng bé nói, cái nhân bơ đậu phộng này dường như là xuất sắc nhất ở đây rồi đấy. Nói thế nhưng mà vẫn phải thử qua cái bánh nhân phô mai chứ nhỉ, biết đâu mình lại thích cái vị này hơn. À cũng ngon nhưng mà không thích hơn đâu. À mình đạo ngọt mà, nhân phô mai con bò cười mà, thế nên là sẽ mặn mặn béo ngậy. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn thích vị bơ đậu phộng kia hơn. Nếu mà không thích ăn mấy loại nhân đấy thì mọi người có thể gọi cái không này này, cũng thơm và mềm xốp lắm. Ăn cái này thì lâu ngán hơn hai vị kia.